Tối 5 tháng 9, câu lạc bộ Hà Nội xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ trung tâm Brandon Wilson. Cầu thủ người Australia sẽ mang áo số 4 tại đội bóng mới. Brandon Wilson sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m85 và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua, anh đầu quân cho câu lạc bộ Đà Nẵng, thi đấu đủ 7 trận và đóng góp 1 kiến tạo. Đó là tình huống Brandon Wilson tạt bóng để Lucao đánh đầu tung lưới câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 13 giai đoạn 1, giúp câu lạc bộ Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0. Tuy vậy, đội chủ sân Hòa Xuân không thể trụ hạng thành công. Điều này khiến Brandon Wilson cũng phải rời đi tìm bến đỗ mới. Brandon Wilson được kỳ vọng sẽ gia cố thêm tuyến giữa của câu lạc bộ Hà Nội. Trong quá khứ, Brandon Wilson từng được triệu tập lên đội U23 Australia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đây chính là giải đấu mà U23 Australia để thua U23 Việt Nam 0-1 tại vòng bảng, qua đó phải dừng bước sớm. Hiện tại, Brandon Wilson được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 150.000 euro, khoảng 3,8 tỷ đồng. Trong quá khứ, mức định giá cao nhất của tiền vệ này là 400.000 euro, hơn 10,3 tỷ đồng. Con số này được đưa ra vào tháng 11 năm 2019 khi Brandon Wilson khoác áo câu lạc bộ Perth Glory. Trong khi đó với câu lạc bộ Hà Nội, việc bổ sung thêm một ngoại binh cho thấy quyết tâm của đội bóng này tại AFC Champions League năm 2023 đến năm 2024, nơi họ phải đối đầu với câu lạc bộ Vũ Hán Tam Chấn, Trung Quốc, Pohang Steelers, Hàn Quốc và Urawa Red, Nhật Bản. Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội sở hữu Kean, Zevetiovic, Macau cùng ngoại binh châu Á đến từ Kyrgyzstan là Musaev. Brandon Wilson là ngoại binh thứ 5 và đội bóng của Bầu Hiền vẫn có thể chiêu mộ thêm một cầu thủ ngoại nữa. Theo quy định của AFC, mỗi câu lạc bộ giữ AFC Champions League được đăng ký 5 ngoại binh kèm một cầu thủ châu Á. Ngoài ra, việc chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm sau khi đã đưa về Phạm Xuân Mạnh khiến khả năng câu lạc bộ Hà Nội mua Nguyễn Tuấn Anh trở nên khó xảy ra. Trước đó đã xuất hiện tin đồn tiền vệ này muốn rời Hoàng Anh Gia Lai để ra Bắc thi đấu và câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng trả trên dưới 3 tỷ đồng một năm tiền lót tay cho Tuấn Anh.